Rồi, giới thiệu về mình đi em. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào em. Em tên là Phạm Hoàng Thi Thơ, năm nay em 28 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên mầm non. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của em là du lịch, thể thao, xem phim, bơi lội, ăn hàng, đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn gái phía bên. Em họ Nguyễn Trần Hoàng, sinh ra thì ở Nam Định, hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 86, nghề của em hiện tại là bất động sản. Em có những cái ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm của em thì hòa đồng, chân thành. Khuyết điểm thì là em khá là nóng tính. Tắm thì hơi lâu, ăn cũng rất lâu. Tắm lâu, bao lâu? Khoảng 30 phút. Ăn bao lâu? Thì cũng là tầm 30 đến 45 phút. Coi như một ngày ăn với tắm mà mất tiếng rưỡi. Mà 3 buổi, tức là 4 tiếng rưỡi. Một ngày thì em ăn 2 bữa thôi. Rồi, mời bạn gái. Ưu điểm của em là vui vẻ, dễ bắt chuyện với người khác. Nhược điểm của em á là nóng tính, nói chuyện hơi nhanh, với lại hấp tấp. Cá tính mạnh đúng không? Dạ đúng rồi, em mạnh mẽ, hơi mạnh mẽ. Trước đây em làm gì? Trước đó là em có chơi thể thao. Chơi bộ môn gì? Dạ em chơi môn bi sắt á. Trời, gái mà chơi bi sắt hả? Chơi cũng có được huy chương nhưng mà tới lúc chọn ngành nghề thì em yêu con nít hơn. Nên em quyết định không vô thể dục thể thao mà em vô mầm non. Có huy chương luôn? Dạ có. Huy chương gì? Chưa có vàng thôi nhưng mà bạc với đồng nhiều. Là cấp nào? Cấp thành phố hả? Dạ, giải mở rộng cấp thành phố, cấp quận. Wow. Bạn trai có tham gia thể thao gì không em? Em thì không có tham gia đâu nào chị ạ. Bạn trai bên kia biết bơi không ạ? Mình cũng biết bơi. Bạn trai trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua khoảng 4 mối tình. Tình dài nhất khoảng 4 năm rưỡi. Cũng một phần là về địa lý và một phần về tuổi tác. Sau đó là hai bên gia đình không có đồng ý. Tuổi em này tuổi gì? Tuổi hổ. Bên kia tuổi gì? Dạ em tuổi ngọ. Không có kỹ. Dừng ngọ tức tam hạp. Tam hạp rồi. Cũng được đúng không? Dạ. Vậy là chắc rồi đó nha. Dạ. Rồi, tình trường của em gái sao? Dạ em trải qua 5 mối tình. 5 mối tình? Dạ. Cũng hơn bên kia cái mới chịu ha. Okay. Rồi mối tình nào ấn tượng nhất, dài dạ, nhất? Dạ mối tình cuối cùng quen nhau được 3 năm. 3 năm? Dạ. Lý do sao chia tay vậy em? Tại vì vô tâm á chị. Lúc đầu là rất chiều chuộng em, ví dụ như chỉ cần em nói một câu gì thôi là sẽ hiểu em muốn cái gì. Nhưng sau một thời gian quen lâu rồi cứ nghĩ là thôi quen lâu thì kệ. Cái tới ngày sinh nhật của em mới đưa tiền, nói thôi em mua gì em mua đi, em thích như vậy. Một cái hoa, một món quà, một cái kẹp, một cái bánh, nhưng phải đích thân người. Dạ, đó đi rồi. Mua đúng không? Dạ đúng rồi. Em đặc biệt không thích hoa. Vô tâm rồi còn gì nữa không em? Với lại nói dối anh, em ghét ai nói dối lắm. Với lại gia trưởng. Em có vô tâm không? Em thì không vô tâm. Được. Em có gia trưởng không? Khi chẳng hạn như bạn gái làm cái vấn đề đó mà là sai thì em sẽ góp ý một vài lần. Không cố tình không sửa thì em sẽ có những biện pháp mạnh hơn. Nói chung là em sẽ không phải là một người gia trưởng. Em có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em không thích bạn trai 6 múi. Bạn trai 6 múi ơi, không có ấm. Em là cao 1m58, cao hơn em. Nói chung mập cũng được nhưng mà đừng có bụng bia được rồi. Tóc cắt ngắn, đừng có mà mày đặt để dài dòng. Em thích nhất con trai mặc áo sơ mi á, nhìn dễ thương á. Ủa rồi áo thun không dễ thương hả? Dạ không, tùy theo trường hợp. Rồi bạn trai, bạn muốn người phụ nữ như thế nào? Cô gái sống cho gia đình, biết đối nhân xử thế. Và đặc biệt thì đó là một cô gái thấu hiểu được bạn trai cũng như chồng mình. Em cao mét mấy? Chắc khoảng 75. Chào em gái, cao mét mấy? Dạ em cao mét 58. 58 mà 75. Dược tiêu chuẩn không đợi. Dược tiêu chuẩn. Sao bây giờ em nghe cái giọng của anh này em cảm nhận thế nào? Anh nói nóng tính mà hình như em chưa thấy cái sự nóng tính bộc lộ ra. Với lại anh cũng ít nói. Em ghét cái tính gì nhất, cái tật xấu gì của người đàn ông? Ăn thua đủ. Dạ. Cãi tới với đàn bà đó ha. Dạ đúng cái rồi. Người đó không phải đàn ông, người tính đàn bà. Dạ đúng rồi. Nói lúc mà em nóng thì cứ im để em nói hết đi. Xong mà em bình tĩnh, nói cho em sao em sẽ nhận lỗi. Bên đây nó là hãy mà nói không nghe. Dạ, nó nghe làm tới luôn, em có biện pháp mạnh luôn đúng không? Đúng rồi. Mạnh nhất. Như em là một người nóng tính nhưng mà mình không thể nóng tính theo kiểu là vô cớ. Và em biết tiết chế cái sự nóng tính của mình. Hồi đó giờ trong cuộc đời em nóng quá thì em làm gì? Sẽ bỏ đi. Hoặc là em đi ngủ. Được, đi ngủ nha. Nhớ nha. Rồi. Rồi mình làm dâu được không em? Nếu mà nhà ở Sài Gòn thì em sẽ chấp nhận làm dâu. Từ nhỏ em sinh ra lớn lên ở đây, em quen nhịp sống ở đây rồi. Có nghĩa là đi, nếu mà đi vùng quê khác thì em thấy không phù hợp đúng không? À đúng rồi. Rồi. À trời ơi. Sạm dữ ha. Rắn chắc dữ ha. À bây giờ mình định lập nghiệp ở đâu? Cái tương lai. Hiện tại thì em đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh được khoảng 15 năm nay rồi. Và tương lai em sẽ ở đây này. Nếu như một người phụ nữ vợ em mà cá tính mạnh mẽ quá thì em có ngại không? Thực ra em không ngại vấn đề đó. Rồi ok, chị thấy cũng là tương đối là hợp lý đó. Còn ăn thua hai bạn tự phải trao đổi với nhau thêm. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với chị gái với bạn đồng nghiệp. À chị ruột đó hả? Dạ.
Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh và em chào quý vị khán giả. Rồi, mình là Thi, là chị gái ruột của bé Thơ. Em nói á, thì em hơi nóng tính, thì em gái của chị cũng rất là nóng tính, nên chị hy vọng nếu mà em kiềm chế lại được thì sẽ hai người sẽ hợp hơn. Về nhà chị cũng đạo Phật, tuy nhiên Thơ nó không ăn chay ngày nào hết á, nhưng nó sẵn sàng nó bỏ hết tiền trong túi để nó giúp đỡ một người nào đó. Em nghĩ rằng nếu mà người đó xứng đáng để nhận được cái sự giúp đỡ đó thì cũng nên. Thì hiện tại á là nhà chị á là chị em gái là lập gia đình hết rồi, chỉ còn mỗi bé Thơ thôi. Thơ rất là có hiếu, rất là có hiếu luôn. Tại vì hiện tại là ba mẹ ở nhà là Thơ lo hết. Tụi chị cũng đi lập gia đình riêng, không lo nhiều cho ba mẹ. Nên nếu Thơ kiếm được một người á, biết thương ba mẹ chị á, thì chị rất là sẵn lòng. Nếu như mà em yêu thương ba mẹ của chị ấy cũng như là ba mẹ Thơ thì chị sẵn lòng. Nếu ba mẹ mà sinh ra người vợ của mình thì em nghĩ cũng đó cũng giống như một người ba mẹ đã sinh ra mình thôi. Rồi, cảm ơn chị. Em đi với ai? Em đi với đàn chị Hải. Dạ, xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường, chào tất cả các quý vị khán giả. Tôi là chị của em Hoàng, là chị em bà con. Tôi nãy giờ ở dưới này tôi cũng có theo dõi thì thấy là bạn gái bên này cũng là rất là dễ thương, ăn nói là nhẹ nhàng đấy, mà có duyên, thông minh. Mà nãy giờ nghe cái cô chị nói là bạn gái là rất là đạo đức, mà có cái tâm tốt như vậy thì cũng rất là tốt đấy. Nhưng mà chị thấy là hai em là nếu về hình thức là cũng tương đối xứng đấy, mà nhà cửa thì nếu ở Sài Gòn cả thì rất là tốt. Chị là chị nhưng mà cũng bằng tuổi với mẹ của Ngân, xin lỗi, ở nhà hay gọi là Ngân. Thì cũng chúc cho hai em là có buổi hẹn hò là thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Anh thấy giữa hai đứa thế này nha, bên đây cũng hiền, nhưng mà nếu như hai đứa kềm chế là cái việc, cái sự nóng tính của hai đứa đó thì anh nghĩ nó ổn. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Đầu tiên gặp mặt anh cũng một quà. Em cảm ơn. Chào đáo đẹp trai ha. Em khá là dễ thương. Em là tính tình hơi thẳng thắn, như là có sao em nói vậy không biết anh chấp nhận được không. Thực ra thì anh cũng trực tinh giống như vậy thôi. Nhưng mà anh yên tâm em, là chuyện qua rồi là qua, em không nhắc lại nữa. Ba mẹ anh dễ tính không vậy? Ba mẹ anh thì cũng tương đối là dễ tính thôi. Dạ. Em thì được cái là nếu ai chân thành với em thì em sẽ chân thành lại. Anh nhỏ chút xíu, chẳng hạn nếu như mình đến được với nhau á, thì em muốn sanh mấy bé? Em nghĩ hai là đủ rồi. Anh nhà chút ba nhiều hơn. Hai ba lần hả? Nếu mà mình có đủ kinh tế thì được. Nếu anh như trong một cái việc nào đó mà hai bạn cãi nhau, hai bạn đều nóng tính, thì chúng ta giải quyết như thế nào? Khi mà em đã cãi tới cùng rồi mà vấn đề không được giải quyết, em sẽ bỏ đi. Khi mọi chuyện nguội lại rồi, mình nghĩ mình sẽ sai chỗ nào mà người ta lại không nhường nhịn mình. Anh thì không ngại về nói câu xin lỗi. Nếu mà anh sai thì anh sẵn sàng nói câu xin lỗi và giải quyết vấn đề thôi. Dạ. Anh có thích hát không? Hát thì thực ra với anh nói chuyện nhỏ, mà chuyện lớn là anh không biết một bài nào hết. Dạ. Rồi. Chúng ta để tay vào nút bấm đó các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Khi mà chúng ta bấm nút là chúng ta trao cái duyên cho đối phương. Bấm nút là hẹn hò các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em có bấm á. Alo. Em có bấm hả? Dạ. 1, 2 Rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Giật mình hả? Sao hình như bấm nhẹ quá hả? Chắc vậy. Thôi chúc mừng cho hai bạn nha. Mình nói một điều gì với lại chị đi, chị ruột đi. Hai chị Thực ra thì em luôn tin một điều là phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, để trân trọng. Chị cứ yên tâm, hãy giao em gái mình thôi. Rồi xin phép chị luôn đi. Giao hôn bạn gái một cái. Và giờ, trước giờ thì em cũng qua mấy mối tình mà chưa hôn má bao giờ. Em thì em thích ôm, hôn thì giống như kiểu là niềm đam mê vậy đó.
Để hôn thì em thường chỉ hôn môi thôi, và nó phải cần có một cái thời gian đủ dài, như là để thay nó một cái ôm, như thế ôm em một cái. Nói đi. Rồi. Alo, chào anh. Bây giờ anh giới thiệu nhanh một số những thông tin cơ bản về bản thân của mình nhá. Vâng. Em tên là Phạm Văn Trương. Rồi. Sinh ngày 6 tháng 6 1988. Chính toàn cái em rồi. Em quê ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Rồi. Hiện tại đang sinh sống ở đâu? Là hiện tại em sẽ sống tại quê luôn. Em sinh sống tại Nghệ An luôn. Vâng. Rồi, công việc. À, công việc của em làm cơ khí ạ, thường cơ khí ạ. Làm cơ khí. Công nhân cơ khí hay là chủ trưởng cơ khí hay sao? Cũng là em đi nhận các công ty dân dùng để làm. Cái mặt hàng cơ khí mà mình làm ra đó, nó là thuộc mặt hàng như thế nào anh ha? À, tức là bên bọn em làm, tức là máy tốt, máy nha, máy ché, sửa đốt thì máy tre đấy hả? Máy nhôm hả? Vâng, đúng rồi, máy tre, máy nha. Máy nhà, máy nhôm. Vâng. Anh là một con người như thế nào và anh có điểm mạnh, điểm yếu chứ? Em thì cũng người hoa đồng vui vẻ, điểm mạnh thì là nhanh nhẹn, thật tha, thả loạn, không điểm yếu thì có hơi nhiều lúc là nóng tính. Bởi vì em cũng đông quan điểm là mình hãy ái lắm, tại vì mình nói thẳng nói thật này. Rồi, những cái lúc nóng tính thì anh sẽ la mắng hay là lạt lộ hay là đập phá đồ đạc? Anh sẽ không ạ, cái đó thì không bao giờ, chỉ có là nhiều lúc mà chỉ là có cái đôi lúc bất đồng quan điểm thì gọi là có phán luận để nó không bao giờ có việc tình trạng như thế đâu. Ừ, thì nóng tính thì anh sẽ làm gì? Thường khi nóng tính thì anh sẽ biểu hiện sao? À, thì chị họ thấy hơi khó chịu trong nơi một chút nữa. Nói chung là kêu chị một lúc nó không quá đi thôi. Ngày xưa trẻ nó khá còn bây giờ thì chẳng hạn là một nhỏ. Lúc nào cảm thấy ai làm hay làm một kiểu việc gì đó, hay nói những lời gì đó mà mình cảm thấy họ làm sai với mình, nhiều là họ bị cho họ thôi đó. Nếu như họ mà không nghe theo lời gọi ý của mình, có chứ mình bỏ đi chỗ khác cho nó đến chuyện. Dạ rồi, rồi. À, bây giờ cái câu chuyện tình yêu, tình trường của anh trước giờ là anh có mấy mối tình? Dạ, một rồi. Trước giờ có một mối tình. Dạ. Mối tình đó diễn ra như thế nào và tại sao chia tay? À, thì bọn em để với nhau năm 2014. Mà được hơn một năm thì nói chung là được về 7 tháng thì có một mẹ gái, 6 hơn một năm thì sinh một mẹ gái. Thì ở với nhau được 7 tháng thì cũng nhiều khi bởi vì cô ấy là người ngoài Bắc, cái cách sống, cái phong tục tập quán mọi nơi nó mọi khác cả. Cũng có nhiều cái bất đồng công việc cuộc sống. Sau đó họ cảm thấy lúc đấy tính tế mình cũng kém, họ cảm thấy mình họ đi. Rồi hiện tại bé gái đang ở với ai anh? Là đã ở với em. Cháu mấy tuổi anh nha? Cháu 8 tuổi ạ. Rồi. Rồi bây giờ cái hoàn cảnh của mình như thế thì anh muốn là chương trình tìm cho mình một người phụ nữ hay không? À, thì em thì là một người phụ nữ. À, tôi đã biết thống cảm cái hoàn cảnh của em bây giờ để cùng nhau sẻ chia trong cuộc sống vun đắp hạnh phúc tương lai. Nếu mà được người gần quê tốt. Người quê thì tốt rồi. Về ngoại hình, tính cách. Ngoại hình của em hay ngoại hình của người kia? Của người kia ạ? À, tôi nói chung là ngoại hình em cũng quá quá tâm lòng đâu. Để mà thực tế mà nói thì ai cũng muốn nó được vợ đẹp con khôn, nhưng mà không, em cũng quá chú trọng về cái đó. Quan tâm về tính cách thì năm sau vui vẻ hoa đông.
nhận cách ứng xử đối nội đối ngoại đó được ạ. Biết ứng xử đối ngoại. Vâng. Tuổi tác thì sao anh? Tuổi tác thì nếu như mà chúng là khoảng, bởi vì thực ra là 94 thì em cũng hợp lắm, cũng được khoảng mong mà chúng là em cảm thấy cực kỳ 94. Là sao anh? Thực ra là đúng nói rõ rõ xíu. 89, 90, 92, 96, 98, 2000 gì đấy cũng được. 89, 90, 92, 96, 2000. Vâng, vâng. Nói chung là cũng bởi vì tính em thì cũng khá thoải mái, bởi vì cũng quả quán là niềm với tuổi tác đâu, nhưng quán là à, mỗi cái 94 thì em cảm thấy nó kỳ lắm thôi. Rồi. Ok, em cảm ơn anh Trương nhé. Thì ngày hôm nay là buổi giao lưu đầu tiên làm quen. Nếu mà tìm được cái người mà phù hợp với anh thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh nhé. Nhanh về những cái thông tin cá nhân của bản thân mình nhé. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nghề nghiệp. 4/1995 ạ. Em nói chậm chậm thôi thì anh mới nghe được nè, Phước ơi. Dạ. Em tên là gì? Dạ, em tên là Phước, nghĩa là Phước. Ừ, Phước sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh 1995. Ừ, công việc gì em? Dạ, em hiện tại đang làm cơ khí. Cơ khí? Cơ khí là cụ thể một chút xíu đi, là công nhân cơ khí hay là cái gì cơ khí em? Dạ, công nhân cơ khí ạ. Ờ, công nhân cơ khí làm về lĩnh vực nào? Công nhân cơ khí nhiều lắm. Dạ, em đứng bên... đúng mình mấy phay CNC sản xuất hàng khuôn mẫu cho nước ngoài. Hàng khuôn mẫu cho nước ngoài. Dạ. Rồi ok. Ừ, thì chính xác. Rồi bây giờ em nói thêm một chút về bản thân em. Em đang ở đâu và thu nhập một tháng được khoảng bao nhiêu tiền? À, em hiện tại đang ở 79/20A Trần Văn Đan, phường 9, quận 3. Thu nhập của em thì hiện nay là 8 triệu một tháng. Rồi quận 3, quê quán của em ở đâu? Là quê quán của em là ở huyện Nam Rông của tỉnh Lâm Đồng. Tỉnh Lâm Đồng. Rồi. Dạ. Rồi tại sao em đến với bạn muốn hẹn hò? Dạ em muốn tìm một nửa còn lại của mình ạ. À. Ừ. Em chuẩn bị nếu bây giờ mà kết đôi được, bấm nút được cho nhau ấy, mà kết đôi được ấy, thì em dự định là khoảng bao lâu nữa thì lấy vợ được? Dạ là trong vòng nửa năm đến một năm ạ. Trong vòng nửa năm đến một năm. Dạ. Là lấy vợ được, nhưng mà chuẩn bị được gì để mà cưới vợ rồi em? Dạ hiện tại thì em có một ít vốn rồi anh. Góp được một ít vốn. Thế em lên trên dạ. Sài Gòn này thì em làm thì em thuê nhà hả? Dạ đúng rồi. Rồi ok, trước giờ lại em có tình yêu, em yêu như thế nào rồi? À trước giờ em trải qua 3 mối tình ạ. Trải qua 3 mối tình, mối tình nào đặc sắc nhất? À mối tình thời đi học ạ. Thời mà cấp 3, cấp 2? Cấp 3. Yêu nhau mấy năm? Dạ được khoảng 2 năm anh. 2 năm. Thế xong rồi tại sao chia tay em? À là cô ấy đi cùng gia đình về ngoài miền Bắc á, cho nên là không, về sau này là không có liên lạc nữa. Rồi. Thế bây giờ anh hỏi thật là em độc thân bao nhiêu lâu rồi? Em độc thân được khoảng 3 năm rồi. Độc thân 3 năm rồi hả? Có đi giao lưu dạ. Ngoại giao, nói chuyện, hẹn hò, uống nước, cà phê với mấy bạn khác không? Dạ, trong vòng 3 năm nay là không có anh. Tại sao vậy? Dạ, một phần cũng vì công việc của em là có tuần thì làm ngày, có tuần thì làm đêm, cho nên là cũng không có thời gian nhiều. Rồi, rồi ok, bây giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào nè? Cụ thể nhá. Là được rồi anh. Ngoại hình thì sao? Thì cao khoảng tầm 1m58 đến 1m62 là được rồi. Em cao mét mấy? Em cao 1m68. Trời, cái bồ cao thế. Rồi. Bồ khoảng 1m58 đến 1m62 là vừa ra. Cụ thể nữa. Rồi ok, thì mặt mũi nó muốn như nào?
Là nhìn thì cũng ưa nhìn tí, đối với tóc thì nhuộm hay không nhuộm gì cũng được hết anh. Hình có hình xăm được không? Nếu mà cô ấy có hình xăm thì cũng được. Em không có quan niệm về vấn đề hình, đặt nặng vấn đề về hình xăm anh. Rồi bây giờ nghề nghiệp của bạn gái thì em muốn sao? Là có một công việc ổn định là được anh. Công việc ổn định. Rồi bây giờ ví dụ như là em làm bên cơ khí ấy, thì người yêu em làm, thì em mong muốn là bạn ấy làm ở trong lĩnh vực nào thì hợp lý với em? Em bạn làm trong lĩnh vực nào cũng được hết anh, miễn yêu thương mình là được rồi. Miễn yêu thương. Rồi vị trí địa lý xa gần gì cũng được anh, em không có quan trọng. Không quan trọng. Rồi, yêu xa được ha? Dạ. Chắc chắn nha, yêu xa được nha. Dạ. Rồi. Ok, cảm ơn An Phước nha. Thì ngày hôm nay là cái buổi làm quen trước mắt. Thì nếu mà chương trình tìm